thậm chí là có phần cao hơn. Peter Rikunov cũng rất nhanh đọc được tình huống này và anh đã bỏ hẳn tông của các tay đua An Giang để nhập vào tông được tạo ra bởi các tay đua 620 Châu Thế Vĩnh Long, đi ngay sau tay đua Martilas, người đang được hậu thuẫn bởi người đồng đội Mikkelren. Đây là một trong những hình ảnh lần đầu tiên chúng ta thấy tại cuộc đua năm nay khi mà hai tông song song ở hai bên đường. Trong khi đó thì các tay đua của ekip Thành phố Hồ Chí Minh Vinama cũng đang tìm cách phá bỉnh tông này được tạo ra bởi các tay đua của An Giang và 620 Châu Thế Vĩnh Long. Một tay đua của Vinama đã thoát lên ở phía trên. Với việc các tay đua của Đồng Tháp ép trái thì tông của quân khu 7 đã gặp bất lợi và không có khoảng trống để tràn lên. Giờ là lúc Trần Tuấn Kiệt phải tìm cách để chen lên hàng trên, và nếu như có thể thì buộc cho Louis Desuyak và Phan Hoàng Thái phải mở thêm một tông mới để đưa Trần Tuấn Kiệt di chuyển lên phía trên, hoặc chính tay đua này phải chọn một vị trí cùng với tông của các đối thủ. Ở tình thế hiện tại thì Trần Tuấn Kiệt không thấy có lợi thế đâu cả khi mà đoàn đua còn cách 1,5 km nữa và chưa thấy Trần Tuấn Kiệt tràn lên được ở phía trên. Một động thái tràn lên phía trên của các tay đua An Giang để che đi tông dành cho Trần Tuấn Kiệt. Chúng ta thấy là tay đua mặc áo cam Nguyễn Tấn Hoài vẫn đang duy trì tông đó và đi sát với anh, đó là Timofey Ivanov. Nhưng một lần nữa thì Đồng Tháp cho thấy quyết tâm để đưa Trần Tuấn Kiệt lên phía trên. Một đường máu được mở ra ở bên phía bên trái dành cho tay đua của Dobagan Đồng Tháp. Quan trọng lúc này là có khoảng trống cho các tay đua dược Domesco Đồng Tháp đưa Trần Tuấn Kiệt lên hay không, và họ có đủ sức hay không đây. Trước Trần Tuấn Kiệt vẫn còn 4 máy nữa của ekip dược Domesco Đồng Tháp, và bám ngay sát anh đó là tay đua Lê Nguyệt Minh, người đang thi đấu với một chiếc quần màu đỏ rất nổi bật ở trên đường đua vào lúc này. Và lúc này là thời điểm để các tay đua Đồng Tháp lựa chọn, họ sẽ phải tăng tốc. Trần Nguyễn Minh Trí đang mở tốc độ và đi ngay phía sau anh, đó là hai máy còn lại của dược Domesco Đồng Tháp. Trần Nguyễn Minh Trí vẫn đang là người đi phía trên, và ngay sau đó là Phan Hoàng Thái và Louis Desuyak. Tay đua đang mặc áo xanh tạm thời Martinlas cũng tham gia vào đoàn nước lúc này. Đây là 800m cuối cùng của các tay đua, họ sẽ rẽ trước khi tung ra đoạn nước đúc ở đoạn đường 500m còn lại. Tay đua Mikkelren đang mở tốc độ lên phía trên để tạo ra khoảng trống dành cho Martinlas, người vẫn đang đi ngay phía sát sau đó. Vậy là Mikkelren đã vào cua trước và anh đang tận dụng khoảng cách này để tăng tốc độ với cú nước lớn nhấn bàn đạp rất mạnh mẽ. Cuồng chân của Mikkelren là quá mạnh, buộc cho tay đua Louis Desuyak phải đăng xe hết cỡ để mở ra cơ hội cho Trần Tuấn Kiệt. Và Trần Tuấn Kiệt bước lên tạo ra màn cạnh tranh nước đúc hấp dẫn, và có lẽ không ai cản được tay đua của Dobagan Đồng Tháp. Có lẽ là Trần Tuấn Kiệt sẽ là người giành chiến thắng trong trận đua ngày hôm nay. Một kết thúc mỹ mãn cho các tay đua dược Dovetsko Đồng Tháp và Dobagan Đồng Tháp. Mặc dù Mikkelren đã ôm cua trước có được vị trí thuận lợi hơn, nhưng có vẻ như tay đua của 620 Nông nghiệp Vĩnh Long có phần bị hụt tầm. Và Trần Tuấn Kiệt ở được vào một vị trí thuận lợi khi được hai người đồng đội Phan Hoàng Thái và đặc biệt là Louis Desuyak dẫn vào và mở ra một khoảng trống mênh mông ở phía trước. Và đó là niềm vui bất tận cho hai ekip dược Domesco Đồng Tháp và Dobagan Đồng Tháp, cũng như niềm vui cho người hâm mộ đội xe đạp đất sen hồng khi những người con cưng của họ đã ăn mừng chiến thắng trong trận đua ngày hôm nay. Sẽ là một ngày vui trọn vẹn cho người hâm mộ của Đồng Tháp khi những người con cưng của họ về đến quê nhà Cao Lãnh. Những khán giả đã có mặt từ cả tiếng đồng hồ trước và họ chấp nhận đội cái nắng oi bức để chờ đợi những tay đua của dược Domesco Đồng Tháp và dược Domesco Đồng Tháp về đích. Và Trần Tuấn Kiệt đã không làm phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ. Chân rút số 51 của Dobagan Đồng Tháp đã có chiến thắng chặng thứ 3 ở cuộc đua năm nay. Chúng ta xem lại đoạn về đích khi mà Mikkelren có được một vị trí thuận lợi hơn. Nhưng tay đua của 620 Nông nghiệp Vĩnh Long vì một lý do nào đó có thể là hơi bị hụt chân và đã nhường lại màn cạnh tranh cho Trần Tuấn Kiệt. Ở phía sau Trần Tuấn Kiệt là Sava Novikov. Sava Novikov, Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Văn Bình và Ivanov Timofey là bốn tay đua còn lại có được một vị trí trong năm hạng đầu cá nhân ở chặng đua thứ 24 này.
Và ở góc quay này chúng ta thấy là Peter Rigunov ở phía trước của Martin Lat. Như vậy là kết thúc chặng đua ngày hôm nay thì cách biệt điểm áo xanh của Peter Rigunov đã an toàn để anh có thể bảo vệ thành công danh hiệu vua nước rút trước sức tấn công của Martin Lat trong những chặng vừa qua. Như vậy là tay đua của 6-20 Châu Thới Vĩnh Long đã chính thức không còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu vua nước rút và chỉ có thể bảo vệ được vị trí hạng nhì trên bảng điểm áo xanh. Chúng ta cũng có thể cảm nhận được rằng Peter Rigunov sau khi đã giữ vững những danh hiệu của mình cũng đã chủ động thi đấu an toàn trong những đoạn cạnh tranh nước rút. Đối với Peter Rigunov và tập thể An Giang, chặng đua ngày hôm qua về đến quê nhà Long Xuyên với chiến thắng chặng thứ 10 của Peter Rigunov đã có thể xem là một diễn biến hoàn hảo, một mùa giải hoàn hảo cho cá nhân tay đua đang nắm giữ áo vàng cũng như tập thể An Giang. Còn ngày hôm nay là niềm vui cho Trần Tuấn Kiệt và người hâm mộ của xe đạp đất Sen Hồng. Hạng nhì là tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh New Group Nguyễn Văn Bình.